chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mấy ép trái cây đến từ thương hiệu My Dear MCCE35. Các bộ phận của máy gồm có bình đựng nước ép, ống đẩy nguyên liệu, khóa an toàn, ống nạp nguyên liệu, cụm ray lọc, hộp đựng bã, vòi. Vòi có khóa an toàn giúp ngăn rỉ nước ép khi ngưng sử dụng. Bệ máy, bảng điều khiển nút vặn dễ điều chỉnh và chân đế chống trượt, chống rung lắc. Để sử dụng máy, đầu tiên chúng ta mở khóa vòi, đặt bình đựng nước ép trái cây vào đúng vị trí. Máy có hai tốc độ ép và một nút nhồi, chuyển sang chế độ B để nhồi, chuyển sang chế độ 1 để ép các nguyên liệu mềm và nhỏ, chuyển sang các chế độ 2 để ép các nguyên liệu cứng.